Nhiều địa phương đang bước vào thời điểm mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sôi và phát triển. Do đó mà nhiều tỉnh thành đang chủ động có nhiều giải pháp trong công tác phòng chống dịch. Theo báo cáo của ngành y tế tỉnh Kon Tum, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh ghi nhận 62 ổ dịch sốt xuất huyết với 245 ca bệnh, không có ca tử vong. Kon Tum đề nghị các huyện, thành phố đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền vận động người dân vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi nhằm khống chế không để dịch bùng phát và lan rộng ra cộng đồng. Kon Tum đã nhận 4 máy phun hóa chất diệt muỗi phòng chống dịch sốt xuất huyết trị giá 240 triệu đồng từ các đơn vị hỗ trợ. Toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận hơn 1.000 ca mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong. Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa là một trong những địa phương có số mắc cao nhất cả tỉnh. Khánh Hòa đã chuẩn bị sẵn sàng thuốc, hóa chất, dịch truyền tại các cơ sở thu dung, điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện khám, điều trị theo đúng quy định của Sở Y tế và Bộ Y tế. Mỗi người dân, gia đình hãy nâng cao ý thức phòng bệnh sốt xuất huyết, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế. Có như vậy, công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết mới mang lại hiệu quả cao.